Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến. Hôm nay chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là kỳ 205 với cái đối tượng tham thiền có cái nhan đề là hiếu tử. Và hôm nay là ngày 1 tháng 3 2013, nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Quý Tỵ. Bây giờ là 5 giờ. Chúng ta có thể nói chuyện tới 6 giờ chẳng hạn. Thưa các bạn gần xa thân mến, nói tới cái đề tài đối tượng tham thiền có cái nhan đề hiếu tử này, tôi xin nhắc là chúng ta nên để ý đặc biệt à, chứ còn không thì chúng ta nó lộn lộn sòng hết rồi. Nó lộn sòng về cái quan niệm chữ hiếu, rồi chúng ta khó học đạo Phật lắm. Tu theo đạo Phật, mình tưởng mình tu theo đạo Phật mà mình không không tu không trúng gì hết trơn, không trúng đạo Phật, không phải là người của đạo Phật mà là mình của đạo Khổng, của đạo Khổng. Bởi vì cái quan niệm chữ hiếu mà của Việt Nam ta ngày nay đó là trực tiếp chịu ảnh hưởng cái quan niệm chữ hiếu của Trung Quốc, mà người Trung Quốc mấy ngàn năm, kể từ cái thời kỳ Đông Châu Liệt Quốc, Khổng Tử sinh ra trong thời đó, ông Khổng Tử ông bày ra về cái nho học, ông phát triển cái nho học. Mà nho học quá thì cái đường lối giáo dục đào tạo của nho học là Khổng Tử là cái người coi như được đứng hàng đầu để khai sáng về cái đường lối đào tạo, cái luân lý đạo đức của Trung Quốc là theo kiểu nho học, mà đưa ra cái thuyết mà lấy cái nho học đó, lấy cái nho giáo để mà làm cái kim chỉ nam cho cái chế độ của vua chúa của Trung Quốc đó, là cái ông đó tên là Đổng, cái tên là Đổng Trọng Thư. Đổng Đổng Trọng Thư là một tên nho giỏi. Ông này thì cũng ham làm quan giống như Khổng Tử vậy. Khổng Tử ham làm quan lắm, cho nên đi du thuyết nhiều nước: nước Tề, nước Tống, nước Trần, nước Sái, nước Ngô, nước Việt, vân vân, đi du thuyết để mà kiếm cái địa vị quan. Nhưng mà Khổng Tử thì cuối cùng coi như thất bại về cái lý tưởng đó. Thầy trò bị dây hãm, rồi bị cô lập, rồi có lúc gần chết đói.
Do đó mà cuối cùng rồi thì từ nho học nó cũng có nảy ra cái câu gọi là tiến vi quan, là thoái vi sư. Nếu mà vua chúa mà nó nghe phong chức mình thì mình làm quan, mình không lưng có gối làm nô lệ vua chúa để hưởng vi qua phú quý. Nhưng mà nếu cái lý tưởng đó, nguyện vọng đó không thành thì trở về làm thầy. Do vậy có cái câu tục ngữ của Nho gia Trung Quốc gọi là tiến di quan và thoái di sư là vậy. Làm quan được là làm được về nhà dạy học. Thành ra cái quan niệm của chữ hiếu là tuyệt đại đa số bây giờ ở Trung Quốc cho tới bây giờ, cũng như Việt Nam cho tới bây giờ, là cái quan niệm hiếu của Khổng Giáo. Mà cái chữ hiếu của Khổng Giáo đó thì ý định ra cái vai trò chữ hiếu, cái đạo đức của chữ hiếu là cái bằng bất hiếu hữu tam vô hậu di đại. Cái tội bất hiếu là định ra ba cái tiêu chuẩn, có ba tiêu chuẩn: bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Một người mà nếu mà có ba điều đó, phạm phải ba điều đó gọi là người con bất hiếu. Một là không nuôi dưỡng cha mẹ. Hai là cờ bạc rượu chè, không nuôi dưỡng cha mẹ, bỏ bê cha mẹ. Ba là háo thắng, hung dữ thô bạo, có thể làm những nghề đạo tặc, đồ trộm đuôi cướp gì đó để cho tổn hại thanh danh, tù tội bản thân, hư cái gia phong của đạo đức. Đó là ba cái tiêu chuẩn mà của Khổng Giáo đưa ra, và cái bất hiếu hữu tam. Nhưng mà còn cái nữa gọi là vô hậu di đại, nghĩa là không có con nối dõi đó, cái tội đó mới là lớn. Cái tội mà không có con nối dõi. Cho nên khi mà nói tới chữ hiếu này đó thì mình phải hiểu là chữ hiếu nào. Tôi viết cái bài chữ hiếu này đó, hiếu tử này đó, là cũng để tạo cái cơ hội để có cái cơ hội để nhắc nhở những người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia về cái chữ hiếu. Cho nên tôi viết bài này nó không có chân lý đạo Phật sâu sắc gì hết, nhưng mà nó giúp cho mình một cái hướng, một cái nhận thức để biết cái cách tu tập theo đạo Phật. Còn nếu mà mình không nghe, không hiểu thì mình không có cái sự giảng trạch, sự lựa chọn, sự so sánh về đạo Phật và đạo Nho trong vấn đề hiếu thảo, thờ phượng, tôn kính ông bà cha mẹ như thế nào. Mà mình không hiểu thì mình tu đạo Phật không đúng. Mình tưởng mình đạo Phật mà rốt cuộc rồi mình là không phải đạo Phật. Cho nên mới có ra cái bài này. Tôi viết ra cái bài này là nhằm cái đó. Thì trong Nho giáo cũng định ra nó là ngũ hình chi thuộc, tam thiên chi tội, mạc đại ư bất hiếu. Khổng Tử họ định ra, chế ra cái đạo đức của họ để họ dâng hiến cho nhà vua đó. Nhà vua có quyền xử trị nhân dân bá tánh bằng cái tội gọi là ngũ hình. Trời ơi, Khổng Tử là ham làm quan, cho nên ông chế ra những cái luật lệ kỳ cục lắm. Vậy mà tới mấy ngàn năm nay đó, là trong chế độ phong kiến chuyên chế đó, đều là sử dụng cái giáo điều, cái đạo đức của Khổng Tử. Ngũ hình chi thuộc, tam thiên chi tội, mạc đại ư bất hiếu. Tội ngũ hình nó có 3.000.
3.000 tội. Mà y cho rằng là, Khổng Tử cho rằng là không có tội gì mà lớn hơn tội bất hiếu. Bất hiếu là lớn nhất. Mà trong cái bất hiếu lớn nhất đó có ba đó, như nói nãy đó ha. Mà cái tội không có con nói giỏi là bất hiếu dữ dằn hơn hết. Do vậy mà nó có cái ý trọng nam khinh nữ là cái chỗ đó. Cho nên là cái đạo Khổng nó sai lầm dữ lắm. Nếu mà thế kỷ 21 này người trí người ta nhận xét ra là sai lầm dữ lắm. Nhưng mà đời xưa nói xin lỗi chứ. Cái trí của đời xưa nó có giá trị từ lúc đó. Chứ đem cái trí của lúc đó mà xài với cái thế kỷ 21 ngày nay không được. Nhiều cái không được lắm. Thứ nhất là về mặt khoa học, kỹ thuật. So với ngày nay thì hồi xưa đi quấn giặc bằng gươm, bằng giá, bằng mát và sự vận dụng mưu trí để lừa gạt là giỏi đó thì đã là giỏi rồi mà. Chẳng hạn như binh pháp của Tôn Ngô, trí tác của Khổng Minh là mình khéo lừa, mình khéo gạt để thắng là gọi là giỏi rồi. Còn gươm giáo thì là trái chùy mà nặng vài trăm cân đã là giỏi rồi. Cho nên về công kỹ nghệ khoa học kỹ thuật thì hồi xưa nói đối với bây giờ thì nó không còn cái chỗ để so sánh. Nó tầm thường lắm. Cái đạo lý của hồi xưa cũng vậy. Nó có cái hay của hồi xưa. Nhưng mà so với bây giờ thì đem ra xài không có được. Trừ giáo lý của đạo Phật thời kỳ đó tới bây giờ còn xài nguyên vẹn à nha. Chứ còn của Khổng Tử là xài không được. Của Lão Tử thì cũng xài không được. Xài được phần nào phải lựa chọn kỹ lắm mới xài được. Còn bằng không là độc dược. Nhờ bẩn cái trọng y đưa ra tội ngũ hình, tội mặt, tội tỷ, tội cung, kinh, đại tịch. Đại tịch tức là tội tử hình. Mặt là thích diện. Tội mặt là khắc. Khắc chữ, đóng dấu trên mặt. Nhà vua xử tội kiểu vậy là tội ngũ hình mà. Mặt là mặt giả là thích. Thích diện, tội mặt là khắc chữ trong mặt, đóng dấu lửa trong mặt. Tỷ giả là cắt tỷ, tội tỷ là cắt lỗ mũi. Đời bây giờ là dân trong nước, là dân đó là dân của vua, dân của nước. Phải tôn trọng. Xử tội thì tội xử, nhưng mà hết tội thì người ta ra, hết tội ta còn tay chân, ta còn mặt mày, ta còn phục hồi nhân phẩm, rồi ta còn làm ăn. Ở đây nó cắt lỗ mũi người ta rồi còn gì nữa. Cái mặt người ta vậy nó đem lửa đóng dấu vô khắc chữ tập. Đóng dấu. Cho nên là nhà Tống và Địch Thanh cũng là cái thành phần mà bị đóng dấu trong mặt. Tới chừng Địch Thanh mà phong lên làm nguyên soái rồi biểu y tẩy cái thẹo trên mặt y nó thôi. Thần hồi đó thần là người tầm thường hạ tiện, bây giờ thôi thì cứ để cho phép thần để giữ cái đó để cứ như vậy đi chứ đừng có sửa. Thần chỉ cần cống hiến cái tài năng sức lực của mình cho đất nước được rồi, còn cái đó thôi thì hồi xưa cứ cho thần là thành phần không tốt thì bây giờ cứ để nó vậy không cần sửa chi. Là tài được thanh đó. Mà đóng dấu mặt là vậy đó. Rồi tỷ giá các tỷ là cắt cái lỗ mũi thì còn gì. Mặt tỷ kinh. Kinh giả là kinh túc. Tội kinh là chặt chân. Trời Phật ơi, xử người ta chặt chân vậy rồi tới chừng hết cái tội rồi. Rồi ta làm sao ta làm ăn nữa. Rồi cung. Cung giả là khử thế. Nó thiến giái. Thiết cao hoàng, mình nói cao hoàng chứ nói thiết giá, ta nói mình nói tục, nói thô nữa. Chứ
sự thật là cứ thế là cái tổ thiên giai chơi vậy đó, cung giả là cứ thế, đại tịch là tử hình, đại tịch giả là tử hình giả, tội đại tịch là tội tử hình, cung kinh đại tịch. Mặt tỷ cung kinh đại tịch là năm cái đó gọi là tội ngũ hình. Ý vậy mà y cho rằng là tội bất hiếu còn lớn hơn cái đó nữa. Bất hiếu tam giờ hậu vì đại tội bất hiếu còn có ba cái lớn, rồi còn cái mà không có con nối dõi này lớn hơn. Để chi? Để là cúng kính thờ phượng. Thờ phượng ông bà cha mẹ, chỉ có con trai mới là cúng kính thờ phượng được, chứ còn con gái thì cúng kính thờ phượng không được. Cho nên nói tới đó là nếu mà không tử còn á, là bây giờ là phân nửa tỷ phụ nữ trên thế giới nó xé xác ổng ra, nghe là còn giẫm nát, còn nghiền, còn tan biến, không thành tro nữa, nó còn mất xác luôn á. Phụ nữ bây giờ ta làm tổng thống thiếu gì đó, đây nè, mới hai ba vị tổng thống nè, phụ nữ. Và quốc hội rồi ta cũng có, rồi ta là trong nghề giáo dục bây giờ phụ nữ nhiều lắm á. Đất nước Việt Nam giờ là nhà giáo và phụ nữ nhiều lắm, và giáo sư nữ. Rồi cơ quan NASA của Mỹ cũng có những nhà khoa học Việt Nam ở trong đó, mà người nữ đó. Vậy mà không tự dám cho rằng là người nữ là hảo hảo ra gì, không nói giỏi tông đường, không thờ phượng cha mẹ được là sao? Cho nên đồ đó là tôi học chữ Nho nhiều năm á, bây giờ tôi lựa lại là tôi thấy là cái phe Nho không có được, nhiều cái xài không được lắm, có cái cũng xài được, do vậy mà ta gọi là thừa kế đó. Thừa kế mà phải có tiếp thu mà phải có lựa chọn, thừa kế phải có lựa chọn. Cho nên là cái chủ nghĩa xã hội ngày nay, chủ nghĩa cộng sản ngày nay, đất nước Việt Nam ta cũng chấp nhận cái tiếp nhận cái thừa kế, nhưng mà thừa kế phải có lựa chọn. Cho nên cái kinh điển sách vở của Khổng Tử là phải lựa chọn kỹ, lựa chọn nhiều, thậm chí là phải bỏ nhiều hơn là cái lấy. Chứ đưa ra cái tội ngũ hình như vậy là đối với ngày nay là lạc hậu dữ lắm. Dân thì dân của mình, nước của mình, dân tộc của mình, ta có tội thì phạt. Đó là luật pháp của dân chúng định ra, hiến pháp của một nước. Phạt, trị phạt tội. Rồi thì người ta có ngày hết tội, người ta phải là con người chứ. Lúc tới lúc nào đó rồi phải là trả lại cái quyền tự do con người cho người ta, ta làm lại cuộc đời chứ, đi chặt cắn người ta rồi ta làm sao làm ăn, thẻo lỗ mũi người ta là còn gì nữa. Ăn ở như vậy mà cũng làm thánh nhân là sao? Chế định cho nhà vua một cái luật pháp ghê gớm như vậy không được, cái đạo đó không xài được. Xài được cái lúc đó thôi chứ còn, thành ra có chừng. Cái chữ hiếu của chữ hiếu với chữ đạo của Khổng Tử là phải lựa chọn. Hữu tam tòng chi đạo. Y định ra cái đạo tam tòng là người phụ nữ là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu tử, tòng tử. Người phụ nữ là giáo lệnh bất xuất khuê môn, sự tại quý thực chi gian như dĩ hỷ. Người phụ nữ con gái là nuôi là không có cho ra khỏi cửa, khỏi nhà. Ở trong khuê môn, chữ khuê là cái cửa, mà cửa kẻ cửa đóng then cài. Còn cái chữ môn là cửa cổng, cửa nhà. Ồ, cho nên là chữ khuê môn nó nguy hiểm lắm. Nghĩa là ở trong cái chỗ mà buồng the cửa đóng then cài chứ không được ra ngoài. Gọi là giáo lĩnh bất xuất khuê môn, sự tại quý thực chi gian như dĩ hỷ. Cái việc làm của phụ nữ là chỉ nấu ăn, rửa chén, rửa bát, quét nhà trong nhà thôi, chứ không cho làm gì khác, không được ra ngoài. Cái đạo lý của Khổng Tử định vậy là tam tòng, vậy là tại gia là tòng phụ.
Thế thì phụ là phải phụ nào chứ? Ông phụ đó nó có cái tư cách, nó có tròn nghĩa vụ của một ông cha đàng hoàng, có đạo đức, có phẩm giá con người. Chứ còn ông cha thì nói xin lỗi chứ ở trên thế gian này nó có những ông cha không có theo nổi đâu. Ông cha là tụ hợp đầu trộm đuôi cướp chè, chén bè bát không làm gì hết, hư thân mất đất, không còn nhân phẩm, tư cách, đạo đức gì hết. Có những cái thành phần như vậy gọi là tầm phụ là tầm sao? Cho nên cái kinh điển như vậy, cái sách vở như vậy đó, nó không có chân lý là vậy đó. Tại gia tầm phụ không trúng rồi, xuất gia tầm phụ cũng không trúng. Phu là phu nào mới được chứ? Phu mà nghĩa là không có đạo đức, không có nhà tư cách, không có nhân phẩm, không có tài năng, không nghề nghiệp gì hết trơn, rồi cũng là phu, rồi cũng tầm phu vậy đó ha. Đâu có được. Thế kỷ 21 không chấp nhận cái lối đạo đức như vậy. Còn phu tử tòng tử, chồng mà lỡ có chết rồi đó, là phải tòng con nào mới được chứ. Tại nên cái mà hữu tâm tòng chi đạo là cái đạo tâm tòng đó là sao không được. Nó vậy đó. Rồi đặt ra cái tam can, cái đó là tam tòng chi đạo. Rồi tam can đó là quân thần can, phụ tử can, phu thê can. Phu thê can đó là chồng và chúa, vợ là tôi. Cái đó bây giờ ai sai? Bây giờ là chồng là ứng cử theo chồng, vợ ứng cử theo vợ, ta cũng làm việc trong xã hội, cũng có chức tước, cũng có địa vị, cũng có tài năng vậy. Chồng đi làm một ngành, vợ đi làm giáo sư, làm giáo viên, hoặc là ta làm nghị sĩ, ta làm quốc hội cũng được vậy. Chứ phải tòng hết sao? Cho nên là cái đạo mà là phu thê can cũng trật lất, sao không được. Chồng chúa vợ tôi kiểu đó không được. Còn là quân thần can, quân thần can có những ông vua bệ rạc tệ lậu, có những ông vua mà tự làm ra sự nghiệp, có tài có trí để tạo dựng ra sự nghiệp hơn đứng đầu trong số nhiều người, cho nên người ta phong nó làm vua. Thì cái ông vua vậy đó thì có thể là có tài có năng đấy, giao cho trách nhiệm để mà trị nước còn khả dĩ thôi, chứ còn vua mà giao hết quyền cho vua đâu có được. Trí tuệ của một dân tộc trong một nước là phải lấy cái trí tuệ tập thể như thế kỷ 21 này là hay đó. Phải bầu cử để cho dân ta lựa chọn, ta gửi gắm, ta tin tưởng người có tài, người có đức, ta bầu cử thì nó mới công bình. Để lập ra luật pháp hiến pháp là phải người có tài có trí. Cho một ông vua mà giàu, ông vua đó giỏi quýnh giặc gì nữa, nhưng mà sau đó ông làm một ông vua độc tài, là trí của một mình, còn một trí của ổng, mà ổng giết người ta, thí dụ như Chu Nguyên Chương đó, đọc cái kiểu mà Chu Nguyên Chương mà nó giết người ta, gọi là tru di cửu tộc rồi, là tôi không chịu rồi đó. Tôi nghe cái đó là tôi không phục rồi. Dầu là người xưa nói tôi cũng vẫn không phục. Giống như là Lê Lợi mà giết Khai Quốc Công Thần Nguyễn Trãi ra, tôi nghe tôi cũng không phục. Mình ghét người ta rồi mình ganh tị, mình sợ người ta, rồi mình tiên hạ thủ vi cường, mình ra lệnh giết người ta trước, người ta chưa kịp đối phó, ta không chống mình nổi, mình giết ta, mình chơi vậy là chơi cái gì? Như là Diệt Vương Cô Tiễn giết dân chúng vậy đó. Ta là Khai Quốc Công Thần rồi làm thành tựu sự nghiệp rồi, cái rồi mình giết người ta. Cho nên là coi chừng đó, làm quan coi chừng ba cái ông vua đó. Hãy Đinh Quốc Diệt rồi Mưu Thần Vong. Chim hết rồi là cung đẹp cũng bị vứt bỏ.
thu rừng hết là cho thì chó săn bị làm thịt, điều đó có. Cho nên là những ông mà làm quan đó là chết nhiều lắm. Do vậy mà không có đạo Phật cũng phải để ý mấy cái đó. Giáo lý của đạo Phật thì nghiên cứu hay, hay lắm. Nhưng mà nói vậy thôi chứ còn hay với ai, còn đối với ai đó không hay. Cái người mình ta thích danh cao, ta thích lợi lớn, ta thích sự nghiệp, ta thích lưu danh thiên cổ thì người ta mê những cái thứ kia, thứ của Nho Gia, của đạo Khổng đấy. Bởi vì người ta cho là lập thân hành đạo dương danh ư hậu thế mà dĩ hiếm kỳ phụ mẫu hiếu chi trung giả. Lập thân hành đạo để cho dương danh, để cái tên mình nó nổi tiếng cho đời sau. Đó là để tả hiếu cho cha mẹ, là người có hiếu vậy. Đó là cái kiểu Khổng Tử đó. Cho nên trong cái bài này, Hiếu Tử này, tôi có nêu câu đó. Nhưng mà câu đó là chỉ xài cho những người học Khổng Tử thôi. Chứ còn dương danh ư hậu thế để làm gì? Đạo Phật không cần dương danh ở hậu thế. Trong khi đó mình nếu là người đệ tử Phật thiệt á, mình phải học là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác, bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Mình phải học như vậy chứ. Còn không á, thì cũng học theo cái kiểu của ông Như Quyển Thiền Sư, ông làm cái bài nhạc đó nè. Thôi cõi tạm trần gian xa chi, lại Thế Tôn dài rành, nhẫn sinh vô ngã vô nhân tựa hồ không qua, vui thú chi vật điệp cành dài. Thí dụ như học cái bài hát vậy đó, người ta cũng hiểu được đó. Có tạm trần gian mà. Nhưng mà người thế gian người ta theo đạo Khổng thì ta ham cái đó, là thì chuyện đó của người ta, mình không nên nói chi. Còn mình là tu sĩ mà mình làm vậy thì còn nghĩa lý gì mà giảng kinh cho được. Cho nên là học đạo Phật nó nhiều cái đối tượng để mình tham thiền dữ lắm, chứ không phải là học Phật cứ biết trời trời Phật vậy đó. Anh nói tới trời trời là lại, Phật Phật là lại, không phải vậy. Cái đạo Phật không cần lại trời, không cần, kể cả Phật cũng không cần lại nữa. Phật mà phải nhờ ta, phải chờ ta lại mình mới giúp đỡ thì Phật còn ra gì là Phật. Cho nên người tu Phật không cần lại Phật đâu. Tôn kính Phật, quý trọng Phật, nghe lời Phật, hành theo lời Phật dạy để cho mình có an lạc, mình có giải thoát, có giải thoát tri kiến. Đó là Phật vui, Phật mừng rồi, là Phật thành công cái việc của Phật rồi, Phật hoan hỷ lắm. Chứ còn mà hàng ngày tới buổi đem nhang, gọi là nhang thơm, thơm trong đó làm vừa cãi vừa hầy, không có kỹ gì đâu. Tôi có làm nhang tôi biết là không có làm gì sạch được hết á. Mót nhang thường là lấy mặt cưa mà làm, rồi trộn lộn trong cái chút xíu bột thơm của gọi là nhang ren, là cái lá cây ren, rồi nhang trầm đó thì là người ta cũng pha vô, ta pha cái trầm cạnh, trầm bìa chéo, chứ còn cái trầm thiệt gọi là kim nam rồi nó quý lắm. Đâu mà đủ mà làm nha mà bán có mấy chục thẻ vậy. Cho nên là học đạo Phật nó khác, phải tham thiền nhiều thứ đối tượng tham thiền lắm. Gặp Phật lại là không có được. Đó, lại Phật đó, lại ông Phật Ngọc đó. Cho nên tôi rất là nóng lòng, tôi thương cho những người Phật tử không có thời giờ để tham thiền, để quán chiếu. Nghe cái gì làm theo cái đấy không có được. Ông mà lại Phật Ngọc. Phật Ngọc chở đi cho mướn từ Âu sang Á, từ Úc sang từ Mỹ sang Úc.
ông về mướn Phật Ngọc đem về lại, rồi giờ Phật Bằng Ngọc lật xe gãy tay gãy cẳng gì đó, không còn xài được nữa. Thế thì là ông Phật mình lại bây giờ là vậy đó sao? Phật mà là vậy đó sao? Phật mà không tự độ được Phật thì Phật độ được ai? Vậy mà Phật của mình hồi đó giờ mình đã lỡ tạo ra cả ngàn năm rồi, Phật cũ Phật mới gì đi nữa cũng là Phật mình đã tôn thờ rồi, mà bây giờ mình nỡ đành bỏ hết chạy theo Phật Ngọc vậy mà bỏ tiền vô mà mướn Phật mình lại như vậy thì nó không đau sao được. Rồi cuối cùng rồi cái ông Phật mà mình tin tưởng mình lại đó lại là lật xe thì gãy tay gãy cẳng gì đó, bể mặt gì đó. Thế thì làm sao mà cắt nghĩa ông Phật như vậy cho được? Vậy mà đệ tử Phật không hiểu, không biết, không có một chút xíu tham thiền để mà nhận thức. Cho nên là tôi bây giờ năm nay lớn tuổi lắm rồi, học nho có rồi học Phật nữa, bây giờ làm sao mà lựa được? Mà lựa thì cũng được, mà lựa ai nói cho ai, bao nhiêu người nghe, nói người ta nghe người ta buồn, người ta bực, người ta giận nữa, chứ đâu có thành công được gì nổi đâu. Đạo Phật, kinh điển Phật nó hay hết sức là hay, hay vô cùng vô cực. Vậy mà được bao nhiêu người bằng lòng làm theo đạo Phật đâu, chạy theo cái thuyết của Khổng Tử. Mà thuyết Khổng Tử có hay gì đâu, cái mà mình thờ mình cúng dỗ chạp đồ đó, cúng ông bà cha mẹ mình tưởng đâu vậy là mình hiếu dữ lắm, chứ không có phải đâu, không có nhầm cái gì hết á. Nếu mà học Phật thiệt thì không, cái cúng quả nó không có hiếu gì hết trơn. Cái đó chẳng qua là tập quán bày đặt vậy. Bày đặt của Khổng Tử có đặt ra cái sách Nho gọi là sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả. Mình thờ cái lúc cha mẹ sống, thờ phượng cúng dường lúc cha mẹ còn sống. Rồi lúc chết, cha mẹ mình chết, ông bà mình chết, mình cũng thờ phượng cúng dường như vậy. Như vậy sao được như vậy? Hồi cha mẹ còn sống mình cúng dường, mình cơm nước dâng cơm dâng nước trong mỗi ngày. Còn tới chừng cha mẹ chết rồi đó, là một năm mình đám dỗ có lần à? Mà gọi là thờ sống như thờ chết, thờ chết như thờ sống là sao? Thờ mất như thờ còn, thờ lúc mất cũng như lúc còn. Đó là người con hiếu. Hiếu như vậy gọi là hiếu đó hả? Nó có trúng gì đâu. Nếu ông bà cha mẹ còn thiệt thì mỗi ngày phải mỗi cúng, chứ sao lại một năm dỗ có lần. Rồi mỗi ngày hỡi cha mẹ ông bà ăn bằng cái khoai nhang vậy thôi hả? Khoai nhang mà ăn được sao? Mà mỗi ngày đốt nhang vậy gọi là hương khói vậy đó là hiếu rồi. Mà trong khi đó Tết là trước ông bà rồi, mùng 4 là đưa ông bà đi. Đi đâu? Mà đã đưa đi rồi thì còn cái gì nữa mà đốt nhang? Cho nên là nó mâu thuẫn qua, mâu thuẫn lại, mâu thuẫn tới, mâu thuẫn lui, trùng trùng những cái mâu thuẫn không có lý giải được. Vậy mà mình không có tham thiền rồi mình chịu hết ráo, rồi mình lấy hết ráo vậy. Cho nên cái chữ hiếu là phải có chừng. Có chừng chữ hiếu á. Chữ hiếu của đạo Nho đặt ra không có trúng, không có trúng gì hết trơn trời. Còn đạo Phật, chữ hiếu của đạo Phật thì khác, cũng có cái kiểu chữ hiếu của đạo Phật. Hiếu của đạo Phật dễ lắm, nói không có hết, nói được rồi mà tới đâu nói, nhớ tới lúc nào nói lúc đấy, chứ còn nói sao mà cái chuyện đời mà nói một giờ nửa giờ mà hết được. Bây giờ đi vô bài thơ chơi. Nói có hết à, còn nói luôn 10 lần như nói đã giờ cũng chưa hết cái vấn đề cần muốn nói. Nhưng mà làm sao, không lẽ nói hoài tao nói mình khùng sao? Bây giờ nói vô cái bài thơ chơi.
hiếu tử. Hiếu tử đến cho hỏi có nghĩa là có nghĩa là đó là hiếu tử, chứ còn kỳ thật là anh có làm theo hiếu tử của Khổng Tử nó cũng không gọi là hiếu đâu. Tên đến đầu đề của bài thơ là hiếu tử mà có dấu hỏi. Thí dụ như người gái mà tại gia tùng phu xuất giá tùng phu phu tử tùng tử vậy đó gọi là hiếu tử đó hả? Gái hiếu tử là vậy đó hả? Đâu có được. Phụ nào phụ nào tử nào, chứ anh tổng chỉ tổng cái kiểu nhắm bắt mà tổng thì sao gọi là hiếu tử được. Bây giờ bài thơ có thơ rằng: tục đế giờ ni đã tám ba. Cái bài này là tôi viết hồi năm tôi 83 tuổi, mà năm nay 86 rồi. Năm nay 86 rồi, cho nên không lẽ nó 86 thì nó không có trúng cái vần thơ nữa, thì cứ lấy cái bài cũ mà triển khai chơi cho vui vậy thôi. Nhưng mà nói hiếu tử này có nghĩa là tục đế đó nha. Tục đế là nói về mặt thế gian, hiểu biết thông thường. Chứ còn cái giáo lý mà gọi là chân đế đó, về mặt triết lý mà sâu thẳm chân lý đó, thì không phải nói vậy. Nói như vậy đó, nói như bài thơ này đó, có nghĩa là nói về mặt tục đế, nói về mặt thường tình, cái hiểu biết thông thường, sự thông thường, cho nên gọi là tục đế. Cho nên nói này nó không có chân lý tuyệt đối gì hết, nói theo thông thường. Tục đế giờ ni đã tám ba, rời xa thân mẫu cũng như cha. Hồi rồi đi tu à, không có ở bên cha mẹ, không có cúng dường cha mẹ ngày đêm, không có tảo tỉnh thần khang gì hết á, không có sớm giếng tối thăm, cho nên rời xa thân mẫu cũng như cha, ngày đêm tháng quải buông trôi hết, tông tộc sinh anh được cái gì. Đã tự đặt ra đó. Cái người đi tu hành này kia bằng miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chỉ đức. Cái người tu là cái người xa cách lạc sớm, bỏ làng bỏ sớm, bỏ cha bỏ mẹ, cao đầu theo thầy. Đấy, để mà đi tu. Do vậy mà ngày đêm tháng quải, ngày đêm tháng quải buông trôi hết, tông tộc sinh ông được cái gì. Đặt câu hỏi cho tôi này, cha mẹ tôi sinh tôi được cái gì. Tôi đi tu hồi đó đó, do cái điều kiện nguyên nhân lúc đó tôi vô chùa tôi tu tới giờ không có đơn quải cha mẹ gì hết. Chỗ tôi ở đâu cũng có lập bàn thờ thiệt đấy, nhưng mà bàn thờ là tôi lập với cái quan niệm theo đạo Phật của tôi mà, làm tượng trưng để chơi vậy đó, để cho người thường ta tới ta thấy nhà mình cũng có cái bàn thờ, rồi mình cũng nhớ, nó đúng là mình cũng có nhớ ông bà cha mẹ tổ tiên, chứ không phải mình là cây cối cục đá gì mà không nhớ. Nhớ nhưng mà đều học đạo rồi mình biết rằng nhớ là nhớ vậy thôi, chứ còn ông bà cha mẹ của mình đó thì cũng là thất đại dương sanh, thì mà khi mà nhân duyên nó còn thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, mà diệt thì thất đại nó trả về cho thất đại. Thất đại trả về cho thất đại, chứ ông bà cha mẹ mình chẳng còn cái hồn dắt dưỡng mà để mà ngồi trên cái bàn thờ, để mỗi buổi chiều, mỗi buổi sáng thì con cháu đốt cho cây nhang. Hồi nhỏ tôi ở nhà đốt nhang, tôi đi chơi đã kêu tôi hơ vật á, kêu về cái đại biểu tôi đốt nhang, nó sao mày không đi, mày không đốt nhang mày đi mất vậy. Cái tôi lấy cái áo của tôi dắt lên cái vai á, lấy cái áo không có gà đốt vậy đó, ở trần vậy đó, bởi vì đi đá bánh đi chơi ngoài vườn ngoài sớm á, về cái lấy áo cái này tấp vô trong cái cần cổ vậy đó, mà không có xỏ vô tay nữa, rồi là đốt nhang, đốt 4-5 cây nhang bằng ông bà cha mẹ, rồi bằng cửu thiên quyền nữ, rồi bằng ông táo rồi bằng ông thiên, mà cái áo tấp thì cái cần cổ vậy thôi à. Đó, đốt nhang là thờ phượng là vậy đó, hiếu là vậy đó. Cho nên làm chuyện vậy không trúng vậy đó. Trong khi đó cha mẹ mình đó thì nó giống như cái bài thơ tôi làm nè,
cha mẹ mình cũng như mình, ta sẽ hòa tan với pháp thân. Cái ngày chết đó là cái ngày viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Cái ngày chết là cái ngày ấm thân vô chủ, trừ vô dụng. Cái ngày chết là cái ngày dương khởi từ không trở lại không, chứ nó không có còn, không có cha mẹ bà nào còn ngồi trên cái bàn hết trơn. Ngồi trên cái bàn nhỏ xíu vậy để đủ thứ, là trò, là bình nhang, là bình bông, rồi lương nhang bình bông, rồi chiếc đèn, là vậy là làm sao mà nằm mà ngủ. Cho nên thờ thờ chơi vậy. Mà nói đó ta nghe ta có chịu. Nhiều người nghe không chịu, nói ông bà mình ở trên đó. Chứ thật sự học đạo Phật rồi là không bao giờ mình cần tưởng tượng rằng có ông bà mình ở trên đó. Tuy nhiên là tới ngày giỗ tôi cũng nhớ vậy. Rồi tôi cũng có trái cây, có bông, có hoa, cũng làm đàng hoàng. Rồi cũng gia đò nấu, mua đồ nấu gì đó, cái gì con ngon, cũng gia đò cúng. Rồi mình đem xuống, mà cúng mau lắm nha. Tôi có cái đặc biệt là tôi cúng mau à. Dọn lên đàng hoàng rồi, cái đốt nhang đàng hoàng rồi, cái này rót trà, rót nước vô trong vòng 5 phút gì đó, xong hết đem xuống. Rồi mình ăn, ăn vậy, ăn cho nó ngon. Chứ không có cúng đại cây nhang. Hồi xưa ông già tôi cúng là hết, nghĩa là 3/4 cây nhang ông mới cho lấy xuống. Còn giai đoạn đầu khó là phải hết cây nhang mới cho lấy xuống. Trời đất ơi, cả gần cả giờ đồng hồ đồ ăn nguội lạnh hết trơn. Nếu mà ở mấy cái chỗ mà nóng nực đó, rùi bu kiến đậu nữa mà cũng ăn đại vô mà may nó không trúng không chết à. Nó không có trúng độc á, chứ không là vi trùng nó vô á. Cho nên cúng dọn lên cúng nội trong vòng cỡ 5 phút thôi. Nhân đèn đàng hoàng, nếu mà cúng trà thì cũng rót đủ 3 lần, cũng gọi là sơ tuần, trung tuần. Gọi là á hiến lễ, sơ hiến lễ, á hiến lễ, trung hiến lễ. Rồi nếu mà cúng rượu cũng vậy, cũng giả đò gót 3 lần. Mà lần trước lần sau là có mấy giây à, giá là rót các bạn. Cho nên làm y như chơi vậy đó mà không có tội lỗi gì hết á. Cái đó gọi là nhớ, nhớ ông, nhớ bà, nhớ cha, nhớ mẹ vậy thôi. Do vậy mà ngày đêm tháng quậy buông trôi hết, chứ còn tôi thì nói đúng là không có buông trôi. Cũng nhớ, mà nhớ kiểu làm chơi vậy đó. Tôn tộc sinh ông được cái gì là được vậy đó, làm vậy, làm chơi vậy thôi à. Chứ còn biểu cúng thiệt mà tưởng tượng rằng có ông bà đó là tôi không hề có tin tưởng. Bởi vì tôi học Phật thì ngũ quẩn nó trả về cho ngũ quẩn thất đại, nó trả về cho thất đại. Duyên khởi từ không trở lại không, rồi thì cha mẹ mình cũng vậy, mà rồi mình cũng vậy. Ta sẽ hòa tan với pháp thân. Ngày chết là cái ngày bản thân của mình, cha mẹ của mình cũng vậy, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Ngày đó là ấm thân vô chủ, trừ vô dụng. Ngày đó là duyên khởi từ không trở lại không. Đó. Cho nên là nếu mà hỏi cho tông tộc sinh ông được cái gì là lấy câu đó ra đáp đó. Được cái đó đó. Không có ai được cái gì hết đó. Dù cho có gọi là con nối đi nữa, còn con mà nối dòng nối dõi cũng vậy, bất hiếu hữu tâm vô hậu di đại đó, phải để con nối dòng nó không có những đứa con nó phá tàn gia bại sản, nó quậy ông cha bồ tổ mình, hư hết cả danh vọng địa vị nữa chứ, ở đó mà có con là dương danh hậu thế. Có con là bất khí hữu tam, có con nối là đền đáp được cái ơn sinh thành dưỡng dục đó, không phải. Cho nên sức nho có câu xài được, có câu xài không được, bỏ, phải bỏ. Thì bà tha hỏi với ngài đơn tháng quả buông cho hết tông độc sinh ra, sinh ông được cái gì? Trả lời, cha mẹ sinh ra có cái tôi, nên người nhờ bản các ông hôi. Như Lai tính giác người anh lớn,
hậu thế dân danh đủ đạo rồi. Cái câu mà sinh ngã giả phụ mẫu và thành ngã giả bằng hữu cũng là cái gốc của chữ Nho. À thì cái ông đó là một nhà Nho đó lại là nảy ra cái ý đó. Ờ, cha mẹ sinh ta nhưng mà làm cho ta nên người, nên dây, nên dế đó, không phải là chỉ có cha mẹ thôi mà có bộ bạn. Cha mẹ rồi còn có bộ bạn, còn có cũng là nhà Nho, họ nói cái kiểu khác nữa là còn có nhờ vua nữa. Nhờ có vua, nhờ có bộ bạn, nhờ có cha mẹ. Do vậy mà cái chùa của tôi, chùa tôi mới vô tu, nó có câu đối rất là hay. Có câu đối ra bên đó là 10 chữ lực, câu đối cái câu mười mấy chữ ha, mà nó có 10 chữ lực. Rồi với cái câu đối thứ hai là bên kia là nó có 10 cái chữ tâm ở trong một câu đối 16 chữ. Là hiểu khuôn nhương cần miễn lệ động cù lao. Đó, mấy chữ đó có chữ lực hết. Quân sư phụ nhất ban kiệt lực. Cái câu đối 16 chữ mà có 10 chữ lực. Câu bên kia là chí trung thứ, niệm từ bi tư cảm ứng, Nho thích đạo tam giáo đồng tâm. Thì một bên là nói rằng là phải nhờ cái ơn vua, phải học những cái đạo đức của vua, rồi nhờ ơn thầy nữa, rồi phải học theo cái hạnh, cái nết, cái đạo đức của thầy, rồi phải ơn cha mẹ, phải học theo cái ngôn, cái hạnh, cái đạo đức, cái đời sống của cha mẹ. Cái bằng quân sư phụ nhất ban kiệt lực, vua, thầy, cha mẹ phải thờ một tấm lòng hiếu thuận, nghe thảo bằng nhau. Cái bằng nhất ban kiệt lực, chỉ là cái dưới chót. Bên kia là trí, niệm, tư, chí niệm tư, ý chí, tâm niệm và tư duy của mình á, là mình phải học theo đạo Nho, đạo Lão và đạo Phật. Nho thích đạo gọi là Nho thích đạo tam giáo đồng tâm. Ba cái đạo đó là mình phải tôn trọng quý kính như nhau. Đó là cái thời kỳ mà cái bằng tam giáo quy nguyên đó thỏa hiệp nhau để mà sống chung ở trong một triều đình, cho nên người ta mới đưa ra cái câu đối cái kiểu đó. Do vậy mà kinh Phật bây giờ của mình đó, mình học mình phải lựa ra. Có lúc là giữa Nho, đạo Nho, đạo Lão, đạo Thích chống đối nhau kịch liệt, cho nên là tâu với vua. Rồi có Trung Quốc có 4 lần phế Phật là do đạo Nho, đạo Lão nó tâu. Tâu cho vua nổi giận lên cái là tịch thâu gia sản của mấy ông thầy chùa, 4 lần phế Phật. Được có lúc là đạo Nho, đạo Lão, đạo Phật hợp nhau đồng thời, kẻ thì làm quân sư, người thì làm quốc sư ở trong triều đình đó, hợp tác nhau bằng ăn. À cho nên là gọi là tam giáo đồng nguyên là vậy. Lúc nào mà có cái thế lực nào mạnh quá đó thì triệt hạ hẳn bên kia. Thí dụ như cái lúc mà Đổng Trọng Thư đưa ra cho nhà vua đó, thì cái thế lực cái Nho nó mạnh, nó lấy cái đạo của đạo Khổng, nó làm cái kim chỉ nam cho cái triều đình đó, nó triệt hạ hoàn toàn đạo Phật, đạo Lão. Rồi có lúc là đạo Phật Thịnh thì đạo Phật không triệt hạ ai, nhưng mà đều đạo Phật Thịnh thì kinh điển thầy chùa được quyền lợi dữ lắm. Được quyền lợi dữ lắm. Đất đai sự nghiệp lớn lớn gần bằng của nhà vua. Do vậy mà nhà vua mới nổi giận. Cho nên là đạo Khổng, đạo Lão họ tâu lên nhà vua nổi giận mới tịch thâu. Do vậy mà có 4 lần tịch thâu gọi là 4 lần phế Phật đó. Ở Trung Quốc á.
Thế thì cha mẹ sinh ra có cái ta, có cái tôi, nên người nhờ bản các ông ơi. Sinh ngã giả phụ mẫu mà thành ngã giả bằng hữu, sinh ra ta là cha mẹ, mà còn làm nên cho ta là có bầu bạn, có thầy. Lại nữa có phải nhờ có cái sự hợp tác của đất nước, của nhân dân, của nhà vua nữa. Như Lai tính giác người anh lớn. Ở đây tôi muốn nhắc cho các Phật tử để ý, cũng như là tăng ni trẻ để ý đó. Như Lai mà tôi gọi là người anh lớn, tôi không gọi là người cha đâu. Chứ còn cũng có người chỗ khác ta nói là tam giới chư đạo sư, tứ sanh chư từ phụ, Đức Phật là cha, cha lành của bốn loài, là cha của tứ sanh của bốn loài, cha của cha lành của thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, bốn loài sanh đó, Đức Phật Thích Ca là cha lành. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Đức Phật không cần nói cái từ đó. Đức Phật không cao ngạo, không đòi hỏi địa vị của mình. Do vậy mà tôi nói là Đức Phật là người anh lớn là vậy đó. Do vậy cho nên là trong kinh Phật người ta hiểu ý được Phật. Thì để là cái người học trò của Phật ta gọi là đệ tử. Chứ đệ là em, chứ tử là con. Cái người học trò của Phật có tự coi mình như là người con. Ngược lại Đức Phật coi người học trò mình như là em, chứ còn không đặt mình là vai trò của một người như cha. Đức Phật không muốn cao ngạo, càng không bao giờ Đức Phật muốn độc tôn. Cho nên là tu Phật phải biết Đức Phật. Người nào mà tu hành mà làm lù khù lũ khổ, chứng tỏ rằng ta đây là ghê gớm, là phước lớn lao, đức lớn lao, ta đây là người ghê gớm mà ưa ngồi cho người ta lại đó, là người đó coi chừng người đó đó nha. Đức Phật không có ưa mình là cái người cao ngạo, người trên trước, người lớn lao, người quy đức gì hết. Đức Phật là người bình thường. Đức Phật là người có khả năng giải thoát và giải thoát tri kiến cho tự mình. Đức Phật là cái người mà bồi dưỡng cái trí tuệ, phát hiện được cái tự nhiên trí, cái vô sự trí, cái nhất thiết trí của tự mình, đạt tới đỉnh cao tột. Do vậy mà ai muốn có được giải thoát tri kiến, hỏi Phật là Phật sẽ giải thích tường tận, mà không có cái thứ lý luận nào mà đánh đổ được. Do vậy mà gọi đó là vô thượng, vô thượng bồ đề đó, tức là cái giác ngộ vô thượng. Ngoài cái trí tuệ giác ngộ vô thượng ra, Đức Phật không cần một cái gì hết. Không cần ai lại lục, không cần ai kính quý, không cần ai tân tiêu bỡ đỡ gì hết đó. Cho nên là có chừng những cái ông mà tự đặt mình là ghê gớm đó, đào tạo ra một cái thứ đệ tử lù khù đi tới đâu là coi như mình là cái bực ghê gớm đó, là có nó thật rồi đó nha. Tăng ni trẻ cũng nên để ý cái đó. Tôi nói là mấy vị nghiệm đi, Đức Phật thành đạo rồi vẫn làm người ăn xin mà, vẫn làm người khất sĩ cho tới cái ngày mà viên tịch ở rừng Ta La Sông Thọ. Đâu có làm ông gì ghê gớm đâu. Vua cũng có khi mời đấy, nhưng mà mời cúng dường ăn rồi cũng đi à. Còn dân giả từ sang cho tới hèn cúng gì thì lấy nấy, không có chê bai, không có tân bốc, không cần tân bốc lại lục gì hết, cúng lấy về đi à. Cho nên mình tu mình coi chừng á, mình tưởng mình ngon rồi mình đòi chức đòi quyền rồi đó là tôi sai đó nha. Đức Phật chỉ coi tất cả những người đệ tử học trò là người em. Đức Phật tự coi mình như người anh vậy thôi. Còn người học trò kính Phật là tự coi mình như con, để mà mình
mình lãnh giáo những cái điều Phật dạy thì tự mình đặt mình như con, chứ người Đức Phật cũng không cần mình phải coi như con. Cỡ như em là được rồi. Không biết thì hỏi Phật dạy. Cho nên Như Lai chánh giác người anh lớn hậu thế dương danh đủ đạo rồi. Cái chữ dương danh hậu thế này là tôi trích ở trong cái chữ Nho đây nè. Lập thân hành đạo dương danh hậu thế dĩ hiển kỳ phụ mẫu hiếu chi trung giả. Mình lập thân hành đạo là để cho cái danh tiếng của mình, là để cho đời sau đó là rạng, làm rạng rỡ tông phong, rạng rỡ cha mẹ rồi đó, là người có hiếu rồi đó. Đó là nói theo theo đạo Nho đó. Chứ còn đạo Phật mà gọi là lập thân hành đạo dương danh hậu thế là sai rồi đó nghe. Danh là cái quái gì mà mình phải dương danh hậu thế? Danh là hữu vi pháp hay là vô vi pháp? Đạo Phật đã dạy rằng nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng. Tất cách bình đẳng, tất cả dạng pháp nó không có tên, nó không có tuổi, nó là cùng một thứ vậy thôi. Còn tất cả những cái gì đó mình đặt ra, thế thì danh vọng là cái gì mà mình phải dương danh ở hậu thế? Do vậy mà tôi đóng ngoặc cái chữ đó, cái chữ dương danh hậu thế có cái ngoặc kép, có nháy nháy á, có cái nháy nháy đó, có nghĩa là cái chữ đó không phải là chữ của đạo Phật đâu, phải bỏ cái đó đi. Thành ra cái bài này viết để nhắc nhở về cái mặt như vậy. Nhắc nhở về mặt mà tôn trọng, đừng có trọng nam khinh nữ. Không phải có con trai mới thờ, mới cúng ông bà cha mẹ được. Cái đó là quan niệm sai lầm của Khổng giáo. Nữ cũng cúng được nếu muốn cúng ha. Mà cúng là nói vậy thôi, chứ đạo Phật cúng không có được cái gì hết. Khi chết là hòa tan với pháp thân rồi. Từ diễn ly căn cảnh, diễn ly tầng, ấm thân vô chủ, trừ vô dụng, duyên khởi từ không, trở lại không, thì còn có cái gì để ngồi mà ăn đâu. Nếu mà ăn á, thì là cái vong hồn của ông bà mình, không phải là một năm ăn cũng một lần thì làm sao mà sống. Còn nói rằng mỗi năm, mỗi ngày đó đốt nhang đó là để tôn thờ cha mẹ, để cúng kính quý, tôn trọng là vậy, chỉ hiếu là vậy. Vậy là ông bà cha mẹ ngồi trên cái bàn thờ để ăn mà cái khói đó hay sao? No bằng ba cái khói hay sao? Còn sự thật là một năm dỗ có lần à. Mà gọi là như vậy đó là để mà con để nói giỏi đó ha. Để gọi là con nói đó. Bất hi hữu tâm vô hậu di đại, để có con nói giỏi để làm vậy đó. Nó thờ cũng đốt nhang vậy đó. Rồi ông bà hưởng vậy thôi sao? Cho nên cái đó xét lại, cái đó thiền định ha. Rồi từ mỗi người rồi sắp xếp cuộc đời của mình, mình sẽ nhẹ nhàng dữ lắm đó. Ông bà mình vẫn không quên, mà nó không có cái ràng buộc. Càng không bao giờ có cái mà bây giờ mình tự về rồi mình đau đầu lại, đứa nhiều đứa ít rồi cúng rồi ăn rồi uống rượu rồi nhậu nhẹt thì say xưa, cái đó rắc rối dữ lắm bạn có đấy. Cho nên là cái cúng quải rồi đó không phải là đền đáp công ơn cha mẹ bằng cái cúng kia lại ba vậy. Cái bài này thì để nhắc nhở những việc như vậy, nói thì nó không có cùng tận. Thôi thì là tạm ngừng ở đây. Mong rằng là các vị có đọc cái bài đó ha. Cái bài đó là trong cái số 7 á, trong cái ngón tay chỉ tăng số 7. Bài thứ đó là bài số 2. Trong cái đối tượng tham thiền số 2. Trong cái tập ngón tay chỉ tăng số 7, các vị đọc cái đó tôi thấy có lợi ích lắm đó. Nhưng mà nói vậy thôi, còn cái hay hay dở là còn tùy theo cái quan niệm, cái nhận thức của mỗi người. Do vậy mà có thơ rằng là mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn tham gia có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Ai đó nghe cũng gọi là hay, mà ai đó nghe cũng thấy phát ghét. Là vì nó không hợp với ý của người ta thì ta ghét chứ sao. Do vậy mà trên đời này không có cái gì đúng hết trơn á.
Vũ trụ tôi ngao du rồi, cũng đoạn tháng qua ngày, nhìn sinh nhật thú vị tôi cười và biết rõ, nói gì cũng không bao giờ trúng. Trúng với ai mà ai đó không trúng, ai nghe cũng có gọi là hay, cũng gọi là có hữu ích, mà ai đó nghe cũng rất bực bội, rất dễ ghét thì sao? Do vậy cho nên nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy. Xin chúc tất cả còn trong xuân mới an lạc, nhẹ nhàng và thường để tâm tư duy quán chiếu khi có một đối tượng trước mắt. A Di Đà Phật.